Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Kết Nối Tiêu Dùng. Trong clip này, Thành sẽ giới thiệu với anh em một con máy cưa đĩa. Đó là một con máy cưa đĩa của Martech mà có thể nói là rất là ok trong tầm giá 1,4 triệu quay đầu. Mã máy là MT583. Chi tiết máy như thế nào thì chúng ta hãy cùng đi xem nhé. Let's go! Khi anh em mua cái máy về thì nó được đựng trong cái hộp giấy như thế này ha. Mở hộp giấy ra thì chúng ta sẽ có thứ nhất là một cái thân máy nè. Thứ hai, anh em sẽ có một cái cử. Tiếp nữa, anh em sẽ có một cái lưỡi cưa. Đây là một lưỡi cưa gỗ 40 răng, lưỡi hợp kim 185mm. Tiếp nữa, anh em có tài liệu hướng dẫn sử dụng. Ở trong đây có tiếng Việt và anh em nhớ đọc kỹ thì chúng ta sử dụng nhé. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có trong hộp. Đây là một con máy chính hãng của Martech. Và Martech là thương hiệu con của Makita, được bảo hành chính hãng 6 tháng. Khi mua thì anh em sẽ nhìn thấy có một cái tem 7 màu ở trên thân máy. Cái tem này chính là cái tem chống giả nha anh em. Tem này sẽ được dùng để kích hoạt bảo hành cho anh em. Và anh em nhớ hãy mua ở những địa chỉ uy tín để được hưởng đầy đủ chính sách của hãng, cũng như không mua lầm giá hàng nhái. Một trong những địa chỉ đó là Kết Nối Tiêu Dùng. Mức giá của cái máy này thì chưa tới 1,4 triệu nha anh em. Về thiết kế, máy được làm khá là gọn gàng và nó chỉ nặng đâu đó tầm khoảng 3,7 kg. Những cái vật liệu làm máy thì cũng khá là ok nha anh em. Ví dụ cái máng này thì là bằng nhôm ha. Rồi những cái phần nhựa của máy, nhựa ABS. Nhựa ABS ok nè. Ở trên tay cầm của chúng ta thì được bọc cao su. Về cấu tạo của máy thì anh em sẽ nhìn thấy ở đây có một cái khối động cơ. Khối động cơ này anh em có thể dễ dàng thay chổi thang bằng cách là anh em mở cái phần màu đen ở cái bên này ra ha. Lên phía trên chúng ta sẽ có một cái tay điều khiển, thì nó sẽ có một cái cò. Cò này thì không có điều tốc ha. Và chúng ta có một cái nút giữ cò để anh em có thể cắt lâu không cần bấm. Máy này sẽ không có tay cầm phụ cũng như là không có lỗ để mà anh em có thể lắp tay cầm phụ luôn. Nên anh em lưu ý cái chuyện đó ha. Ở ngay cái góc này thì anh em sẽ nhìn thấy có một cái chốt để giữ trục. Ra mặt trước anh em sẽ thấy cái chỗ lắp lưỡi ở đây. Và cái máng che lưỡi này ở dưới thì đã làm bằng nhựa nha anh em, không phải bằng kim loại như một số máy cao cấp. Nhưng mà bằng nhựa thì cũng ok thôi, không có vấn đề gì. Nó sẽ làm cho máy chúng ta nhẹ hơn. Muốn lắp lưỡi thì anh em sẽ sử dụng cái cây lục giác được gắn sẵn ở phía sau máy. Và anh em mở con ốc ở đây ra, anh em lắp lưỡi vào. Anh em lưu ý là cái chiều của lưỡi này nó phải trùng với cái chiều của cái mũi tên ở trên máng này nha. Thì chặt lại thì chúng ta sẽ nhấn cái nút này vào, nhấn công tắc này vào. Phần đế của máy có thể nghiêng một góc từ 0 tới 45 độ bằng cách là anh em mở con vít ở đây ra và anh em cho nó nghiêng ha. Đó. Sau đó anh em cố định lại. Phần đế phía sau này chúng ta cũng có thể nâng hạ được bằng con vít ở đây, để anh em có thể chỉnh được cái độ sâu của cái lưỡi cắt của chúng ta. Nếu anh em muốn cắt cho thẳng thì anh em có thể xài cái cử này ha. Anh em nhét nó vô ở đây và chúng ta phải mở cái con vít này lên nè. Nhét cử vô, điều chỉnh phù hợp, sau đó chúng ta siết con vít lại. Cái cử nó sẽ cố định. Máy có công suất 1050W với tốc độ tối đa là 4900 vòng trên 1 phút. Mức công suất này phù hợp để cắt các loại gỗ mềm cũng như những cái gỗ có độ cứng vừa phải. Về độ sâu tối đa của nhát cắt, ở góc 90 độ là 66mm và ở góc 45 độ là 44mm. Máy được trang bị công nghệ cắt điện kép cho nên sẽ rất an toàn cho anh em khi sử dụng. Còn bây giờ Thành sẽ đem máy đi cắt thử cho anh em coi nhé. Đầu tiên Thành sẽ bấm máy để xem thử là máy nó có êm hay không nhé. Máy chạy khá là êm, tương đương những cái máy của Makita luôn. Và tiếng máy thì không có lớn, máy cũng không có thắng luôn. Bây giờ Thành sẽ cắt thử nha anh em. Đây là một miếng gỗ gõ, cũng khá là cứng và cái đường cắt của chúng ta ra khá là láng mịn nha anh em.
Nếu như anh em quan tâm và muốn đặt hàng máy này thì có hai cách. Thứ nhất là anh em có thể để lại số điện thoại bên dưới phần nhận xét, kênh người tiêu dùng sẽ gọi lại tư vấn cho anh em. Cách thứ hai là anh em bấm vào cái đường link ở ngay chỗ mô tả sẽ dẫn vào website kênh người tiêu dùng. Ở đây sẽ có các thông tin chi tiết của máy và anh em có thể bấm vào nút thêm vào giỏ hàng để đặt hàng. Mua máy ở kênh người tiêu dùng thì anh em yên tâm, bởi vì 100% là hàng chính hãng, có sao nói vậy, bồi thường 1 tỷ nếu là hàng giả hàng nhái. Kênh người tiêu dùng ship hàng toàn quốc, ship nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh 1-2 giờ đồng hồ. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, anh em có thể để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Cuối cùng, cảm ơn anh em đã xem hết clip này. Đừng quên cho một like cũng như bấm vào nút đăng ký để không bỏ qua bất kỳ clip nào của kênh người tiêu dùng trong tương lai. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong clip sau.